Như xin chào cả nhà đã trở lại với kênh của Như Nguyễn Cà Mau nha. Cả nhà hiện tại thì Như đang ở xã Kinh Năm, huyện Trần Hợi. Thì Như có công việc á, là đi qua đây. Thì Như đi ngang, Như thấy có cái quán bánh cuốn, bánh ướt nóng Hà Nội. Thì ở đây có một cái đặc biệt làm cho Như thích ghé vào. Tại vì đây là lần đầu tiên Như ăn. Thì Như đi ngang, Như thấy là bà đang cuốn bánh ở trong. Bây giờ mình sẽ vào trong xem là bà cuốn như thế nào nha. À, ở ngoài trước này thì cô có một cái tủ nè, trưng bày rất là đẹp luôn, với lại là những cái đòn chả lụa. Ở đây thì cô có trưng sẵn là chả với lại bánh cuốn. Ê, con chào bà. Con chào cô. Cô vừa cuốn vừa bán luôn gì đó hả cô? Dạ, cho con xin cài cái mic cái nha. Sáng là hôm nào mình cũng cuốn như vậy hết trơn hay gì cô? Đúng rồi, sáng nào cũng cuốn. Cô phải dậy từ 3 giờ sáng. À, bột là cô tự làm luôn? Ừ, bột nhà cô tự làm, cô tự xay. Vậy là cô gốc ở Hà Nội hay sao? Đúng rồi, cô gốc ở Hà Nội đấy. Cô vào đây cũng lâu rồi. Dạ. Cái này mình chán có dễ lắm không cô? Cũng dễ cơ. Cái này cũng dễ, không có gì khó. Con không biết là trong cái thao bột này là mình có cái bột gì trong chổng cô ha? Chỉ có bột gạo thôi. À, bột gạo cô, mình xay hay gì cô? Cô nè, cô chỉ làm bằng bột gạo không thôi. À, thấy cô làm nhìn bột gạo điêu luyện quá kìa. Ừ, bột gạo thì cô mới hành, cô tự phi nhà luôn. À, hành cô phi nhà luôn. Phi nhà để cô lấy lên như thế này. Ở trong này là mình để nhân gì cô? Nhân nấm mèo với thịt thôi. Mới hành phi mình trộn vô. Dạ. Ừ, rồi bắt đầu mình mới... mình mới tráng rồi cuốn nó vô á, cũng dễ mà. Nói chung là mình cái này là mình nhà mình gạo nhà đến đâu mình tráng đến đấy. Dạ. Xay nhà. Có mình ên cô hồi nãy có mượn bà ngoại ra, bà ngoại tiếp ấy. Hồi đó nghề này là nghề của mẹ cô hồi đó. Dạ. Rồi gia truyền hồi mẹ đẻ 10 đứa con á. Dạ. Để mẹ làm, giờ mẹ gì mẹ cô già. À, nghề gia truyền. Ừ, rồi bây giờ tới lượt cô. Bao nhiêu năm rồi cô? Mẹ cô hồi đó làm cũng mấy chục năm á. Ồ. Ở đây con thấy là gần trường học, chắc cô bán cho học sinh rồi đắt lắm cô ha. Đúng rồi, bán học sinh đắt. Với lại người ta đưa con ta đi học ấy con. Dạ. Nói chung là học sinh rồi người ta đi lại người ta cũng ăn đông lắm. Cái này dễ cuốn, cô cho con cuốn thử một cuốn được không? Được. Cuốn. Dạ. Mình xin cô cuốn thử nha. Để khoan, để cô lấy cái cây cho con. Bây giờ mình lấy bánh hả cô? Ừ, bây giờ mình lấy bánh này. Đây, cái này hồi nãy nó bị chín quá rồi. Dạ. Cô để cho bà ngoài cô làm, tại có mình cô á. Dạ. Để bà ngoài ra, bà ngoài đây. Bắt đầu cô con chọc rồi đây. Chọc vô lấy bánh ra. Ừ, đúng rồi. Con nghĩ cái này chắc giống như bánh phồng tôm. Đấy, bắt đầu con lấy đây. À, mình chọt coi nó phải hơi sâu vô trong hơi tí. Sâu tí nữa tại con nãy làm mẹ quá. Làm hơi chặn trong. Dễ. Xong cái mình tráng này. Đấy, tráng này. Khoảng bao nhiêu nên bột đó cô? Đây, khoảng cái nửa muôi như thế này. Bắt đầu con để thôi. Đấy. Để trước khi mình để là mình phải ăn thuốc, bắt đầu mình tráng. À, ăn ăn xuống. Đấy, bắt đầu mình tráng này. Tráng cho cái này là mình làm chỉ mỏng thôi hả cô? Ừ, đúng rồi, nó càng mỏng càng ngon con. Dạ dạ. Ừ, nếu mà nó dày cái này nó không có ngon. À. Đấy, thì mình thế đặt nó lên đây. Dạ. Yeah. Tóm này là nó cũng dễ lắm. Mà nhìn thì nó dễ nhưng mà lúc mình chẳng bà ngoại hồi đó bà ngoại nhà cô làm dữ lắm á. Mà giờ bà ngoại tay yếu á. Nước mía hả? Con xay nước mía đi, tự xay đi. Nước mía cho ai? Con biết xay không? Kìa bé mua nước mía đâu con xay cô coi ơi. Dạ, tính ra cô giỏi, con giỏi hơn cô luôn rồi. Lấy nước mía trong kia con xay đi. Tự mua rồi tự xay luôn hả? Cháu ơi. Vậy là xay nước mía này của cô luôn hả? Đúng rồi, nước mía của cô. Nhà của cô trong đó hay gì cô? Đây là nhà mẹ cô. Dạ. Nhà cô thì ở Cần Thơ cơ. Dạ. Nhưng mà về đây làm ăn cũng lâu rồi, ở với mẹ. Giờ trước khi mình xay nước mía mình sẽ làm gì? Cắt tắt hả? Ồ. Oh.
con lấy cái ly hứng dưới chưa? Ở nhà con là chị cả hay gì? Tao thường thường chị cả giỏi, mà này không phải cả cũng giỏi quá nè. Làm gì nữa? Xích đá. Nhà con ở gần đây không? Đâu? Cái nhà to đó đó hả? Trời ơi, cái nhà to dữ vậy? Thêm nhà bên đây nữa. Trời ơi, cái nhà gì cao dữ vậy? Nhà nó làm gì bán thức ăn hả? Nhà đấy này, em của cô. Em Út. À. Ôi trời ơi, giỏi dữ ta. Quá trời, cái nhà chà bá luôn kìa, nuôi yến. Cô ơi, mình lấy bánh được chưa cô? Ờ, lấy được rồi, con lấy giùm cô với. Trong thời gian mà trong lúc cô bán bánh này, Như sẽ chán bánh và lấy bánh. Thành công rồi nha. Rồi, đây. Bỏ cặp đi, được con bỏ ghế ra đấy. Bà vô đây lâu chưa bà? Bà vô đây lâu chưa? Ồ, năm 79 tới giờ hả? Rồi lúc bà vô đây là có người thân trong này không? Không, không có ai. Nhà nước đưa vô đi. À, nhà nước đưa vô. Mà tại sao nhà nước đưa vô bà? À, nhà nước ai hồi đấy là nhà đông con mấy này ấy nào là nhà nước đưa đi để vào trong này để phá rừng phá núi núi đi để mà trồng lúa đấy. Dạ. Yeah. Bà hồi đấy bà vào ngoài đá bạc cơ. Bà ngoài đá bạc. Xong rồi dần dần mới vào đây. Bà vào đây là lập nghiệp luôn ha. Rồi đấy đưa đi là 8 đứa. Thôi đầy nè, đầy nước xong đi con ơi. 5 gái. Thôi mời. Một hộp gì mình bán một hộp bao nhiêu cô? 20. Có nhân cũng vậy không, nhân cũng vậy hả cô? Không, không dân thì cũng không dân 10.000, 15.000, 20.000 thì thích ăn nhiêu cô bán nhiêu. 10.000 cũng bán tại học sinh nhé. Dạ. Món này thì phải 20.000. Rồi chân. Rồi cảm ơn. Bỏ tiền cho bác này. Mình thấy ở đây cô bán đắt nha. Ờ, tại nó gần trường học đó con. Xe ghé liên tục luôn. Một ngày vậy mình bán tầm bao nhiêu phần cô? Cũng tùy, có khi ngày cô bán được cả 100 phần. Ồ. Rồi bánh ký thì người ta mua ký, cái này là cô bán ký 50 ngàn này. Dạ. Còn cái này, cái không có nhân thì 40. Nhưng mà có lần buổi sáng ra là cô phải tráng đã 30 ký rồi. Tại vì bánh người ta mua ký, người ta ăn sáng đó con. Dạ. Nó nhiều hơn nè. Có lần cô phải dậy từ 2 giờ sáng. 2 giờ sáng thì tới sáng đã được 30 ký rồi. Cô có đặt làm ta đặt đám luôn hả? Có. Rồi nếu muốn liên hệ với cô là qua số điện thoại nào? Số điện thoại của cô đây. Đây. Của cô đây.
Con thấy số điện thoại của cô ở đây ghi nè. Cô ở đây. Cô 5 đấy. 0346 281 048 0346 281 048. Cả nhà mình muốn ăn bánh hoặc là đặt bánh để đám tiệc gì đó thì gọi cho cô Năm với số điện thoại lúc nãy Như đọc nha. Chán nhà bột 034 chứ. 034 đúng không? Đọc dạ đúng rồi ạ. 034628 0346281048. Ừ đúng rồi. Dạ. Như thấy là cô xây bột làm nhà hết. Làm nhà đúng rồi. Toàn bộ hành cô cũng phi nhà luôn. Dạ, cho nên là sẽ chất lượng hả cô ha. Chả cũng làm nhà rồi. Chả cũng làm nhà. Đặc biệt là cô chán tại chỗ luôn nha. Cả nhà mình ai muốn mà thử nghiệm giống như Như thì đúng rồi. Làm một phát ăn ngay luôn đó. Đấy. Đấy, làm bánh của cô nè. Cứ như thế này nè, hộp như thế này là 20 ngàn. Còn con nít thì nó muốn ăn 10 ngàn, 15 ngàn tại nó đi học á. Thì là nó sẽ ăn lấy hơn nè. Con đem ra bàn nha. Ừ. Mắm. Cơm ở nhà xào luôn hả? Dạ không. Mẹ không mua ở ngoài chợ. Không được, bên đây đổ qua chứ để bên kia đổ qua nguy hiểm. Nguy hiểm đang rình rập chúng ta mỗi lúc mọi nơi. Rồi con ăn đi. Dạ. Lớp mấy rồi con? Dạ con học lớp 5. Vậy là 11 tuổi. Dạ. 10 tuổi nhà nước á. Chút ăn xong chia sẻ bí quyết làm giàu với cô nha. Cách nào mà để mình giàu xù như vậy? Biết không? Bán đồ. Bán đồ luôn hả? Dạ. Bán gì? Bán thức ăn cá, gạo, rồi nếp, tấm, rồi thức ăn cho heo, gà, vịt. Bán gì là giàu? Dạ, bán cá. Ăn cá nữa hả? Dạ. Cá gì? Cá giống. À, có bán vàng không? Trời ơi, bán có nhiều đó mà giàu dữ gì đó hả? Là mình bán gì là giàu đó ha? À, để về cô về bển cô bán vậy. Nếu mà giàu thì thôi, còn không giàu cô qua cô đền nha. Thì hồi nãy em cảm thấy khuya nó không có biết đâu. Tiền bên đó. Tiền bên đây nữa. Dạ. Bên đó với bên đây là nói người bên đó là bên kho, bên này nhà bán. Con có phụ mẹ bán không? Dạ có. Trời ơi, lâu lâu ba con đi chuyển tiền là con phải ở nhà con coi luôn nhà. Quản lý nhà đó ha. Rồi kim luôn, quản lý, quản gia gì là con hết luôn ha. Ở nhà con biết nấu cơm không? Dạ biết. Ồ giỏi vậy. Dạ. Cô bển cũng bán đồ nhưng mà cô chưa vào. Cười. Con tên gì? Con tên Hương Ngọc. Hương Ngọc hả? Dạ. Khi nào có qua Năm Căn chơi alo cô ha. Dạ. Tại vì bác con cũng ở dưới đó. Ồ bác con dưới đó hả? Dạ. Bác con ở khúc nào? Gần... Gò Hậu Quế nữa. Tên gì? Dạ. Bác con tên gì? Bác con tên Vin. Vin hả? Dạ. Bác con làm gì? À, bán tạp hóa với lại có nuôi tôm ở đó. Nuôi tôm với bán tạp hóa hả? Dạ. Chợ Năm Căn nữa gì con? Ở chợ Năm Căn. Ở chợ Năm Căn rồi chạy vào. Ở chạy vào ở chợ Năm Căn cô biết nhà thờ ở trong Năm Căn cô biết nhà thờ. Dạ. Ở đó bác con ở gần nhà thờ. Nhà thờ đó mới cắt mà. Dạ. Nhà thờ đó mới cắt đây mà. Dạ. Rồi nhà cô khúc nào? Nhà cô Năm Căn đi xuống tầm khoảng 15 phút tới nhà cô. Gần chợ Nhung Miên á. Cô đường chợ Nhung Miên quẹo vô. Dạ đúng rồi. Em Năm Căn em chạy xuống Nhung Miên.
cô đi đâu, cô lên đây. Cô đi công chuyện. Chả lụa đây ngon lắm. Ăn nó thơm. Chả lụa này bếp con lấy của người ta, ở nhà người ta tự làm sẵn. À. Chả lụa là nhà người ta tự làm, bác con lấy lại chả lụa của người ta. Cũng có nghĩa là chả lụa làm nhà. Người quen. Nhà người quen, đúng rồi, nhà mà nhà của người quen. Còn bánh thì bác con tự làm. Dạ. Cái bột bánh ở đây á, nó dai, nó mềm, chứ nó không có bị cứng, nguội cũng không cứng. Nếu mà mình mua bột chợ là sẽ không ăn được như vậy đâu. Bột ngoài chợ là nó có độ dai hơn, và người ta cho hạt, người ta cho bột củ năng nhiều hơn. Nhưng mà nó sẽ bị cứng, nguội lại nó sẽ bị cứng. Còn cái này nó dai nhưng mà nó có cái độ mềm, đúng không? Tại vì thường thường cô hay tráng mà ở nhà ăn á, cô là cô mua bột chợ, chứ cô không có xay. Thì khi để nguội nó sẽ cứng hơn, nó đập trùng nó cứng không ngon bằng cái bột mà gạo mà mình xay. Mấy giờ cô mới du học? Dạ, 7 giờ. Cấp 1. Ừ. Lớp trồi. Cấp 1. Cấp 2. Nguyên khu vực bên đó là nguyên trồng banh, bên đó là toàn mấy cấp. Có nghĩa là sau này là con học là tới cấp 3 luôn vẫn bên đó hả? Cấp 3 thì cỡ xuống dưới đó bạn. À, cấp bên bển chỉ có 1, có 2 thôi, với lại mẫu giáo hả? Dạ. Xinh giỏi nha. Dạ không. Học bình thường. Bình thường. Dạ. Con sẽ giàu cũng tốt quá nè. Lớn lên con thích nghề gì? Làm bánh kem. Làm bánh kem hả? Ồ. Nếu làm bánh kem là mình phải nhất là mình phải khéo tay. Vẽ đẹp, viết chữ cũng đẹp. Chữ con giờ đẹp chưa? Dạ cứng. À, cái bánh kem thì nó sẽ quan trọng là cái chữ cũng quan trọng lắm á. Cái lại bắt bông rồi này kia, mình vẽ đẹp, ý tưởng mình sáng tạo nữa. Rồi còn đam mê bánh kem. Thì sau này mở khai trương tiệm bánh kem alo cô qua với nha. Dạ. Tay, kéo tay ra kìa. Chuyến sau mà cô qua để cô ghé. Dạ. Thường thường quán này bán tới mấy giờ nghỉ? Dạ, thường thường quán này bán, nếu mà bữa nào bán hết sớm thì sẽ từ 10 giờ sẽ hết. À, muốn qua đây gặp con là phải đi sớm vậy mới gặp được con đúng không? Dạ. Rồi thứ bảy chủ nhật. Thứ bảy chủ nhật vẫn qua được. Vẫn qua được. Rồi dạ. Có gì thì gặp bác sẽ liên hệ được với con. Dạ. Ok ha. Dạ má. À, cả nhà ơi, giờ thì Như cũng xin dừng video nha. Tại vì Như đi công việc mà gấp á, thì ghé ngang đây ăn cái hộp bánh tráng rất là ngon luôn. Cô làm tại nhà nè. Mình ăn á, nếu mà cả nhà mà có đi ngang đây á, ngang xã Trần Hợi, xã Trần Hợi mà chợ, cái này là địa chỉ là chợ Cơi Năm. Cả nhà ghé ngay quán của cô Năm nha. Thì cô cuốn bánh cuốn Hà Nội, cô tự cuốn như vậy luôn nè. Cả nhà đi ngang đây thì cả nhà có dịp đi ngang đây hoặc là ở gần đây cả nhà nên ghé thử nha. Ăn rất là ngon luôn. Một phần chỉ có 20.000 thôi mà siêu nhiều luôn ấy. Cả nhà thấy nè, đầy ắp luôn nha. Chả lụa này á là ăn ngon và thơm, không có bị bột nhiều. Bây giờ thì Như xin ngưng video nha. Như cảm ơn cả nhà đã luôn đồng hành và theo dõi Như trong những thời gian vừa qua. Cả nhà nhớ là bấm cho Như xin một nút like, share và kênh để ủng hộ Như nha. Dạ thì Như xin chào và hẹn gặp lại vào video tiếp theo với khung giờ là 19 giờ tối hàng ngày nha. Bye bye.